các bạn, mình là Nguyễn Phương Thảo, mình đến từ khoa tiếng Anh thương mại của trường Đại học Ngoại thương. Đến với cuộc thi này, mình mong muốn mang đến sự tự tin, năng động của sinh viên Ngoại thương. Phương châm sống của mình là hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn. Các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé.